Bảo Nhật và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vâng thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì kết sắt luôn là một trong những sản phẩm an toàn và kiên cố được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để cất giữ tài sản quý giá hay là tài liệu bảo mật trong những trường hợp rủi ro có thể xảy ra như là hỏa hoạn này, cháy nổ này hay là ăn trộm đột nhập, thì một chiếc kết sắt cao cấp sẽ là giải pháp an toàn, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay Thu Trang và Bảo Nhật sẽ mang tới cho quý vị một thương hiệu kết sắt uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam và được rất nhiều người tin dùng ạ. Vâng, và đó chính là chiếc két sắt Hanchi của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại két sắt Việt Tiệp, một dòng sản phẩm két sắt cao cấp được sản xuất trên dây chuyền thiết bị từ Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản, và đặc biệt là được chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Hanchi Korea. Và không những tại thị trường trong nước mà két sắt Hanchi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước khác ở trên thế giới. Có khả năng chống khoan cắt, chống va đập, chịu nhiệt lớn, giúp quý vị bảo vệ các tài sản quý giá hay là giấy tờ bảo mật an toàn và hiệu quả nhất ạ. Vâng, và ngay trên trường quay của TV Shopping của chúng tôi thì Bảo Nhật đã nhìn thấy những dòng sản phẩm két sắt cường lực Hanchi cao cấp có thiết kế vô cùng đa dạng về kiểu dáng, màu sắc. Với kết cấu toàn bộ két sắt bằng các vật liệu cao cấp, độ dày của thép gấp 3 đến 4 lần các loại két sắt thông thường. Và bên cạnh đó thì cửa két sắt kết cấu 3 lớp thép chịu lực chống cháy và dùng máy ép thủy lực 1.000 tấn để tạo khả năng chống va đập, chống phá và chịu lực cao. Cấu tạo bản lề đúc đặc nguyên khối, và đặc biệt là thân của két sắt liền khối và bên trong được đúc bởi bột aluminum, sợi gốm kết hợp cùng với chất Amiang, tạo nên cái độ chống cháy lên tới 1.200 độ C trong vòng 2 giờ. Vâng, quý vị thân mến, đối với những sản phẩm bảo mật tuyệt đối như là két sắt thì hệ thống khóa và chốt cửa có lẽ là vấn đề mà nhiều người tiêu dùng quan tâm nhất. Với sản phẩm két sắt cường lực Hanchi cao cấp thì có công nghệ chốt khóa 4 chiều. Khi khóa két sắt lại thì các chốt khóa sẽ tạo thành một vòng tròn khép kín để tăng độ chống cháy, chống cậy phá cho sản phẩm. Chốt cửa két sắt thì được mạ chrome chống han rỉ, xoay 4 chiều linh hoạt, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng ạ. Dòng sản phẩm két sắt cường lực Hanchi có thiết kế khóa sắc nét với 3 dòng khóa chính: khóa cơ đổi mã, khóa điện tử LED, khóa vân tay kết hợp điện tử, được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan. Két sắt cường lực Hanchi còn được lắp thêm khóa chìa bi cao cấp chống sao chép, giúp tăng thêm tính bảo mật cho sản phẩm. Dạ vâng, ngoài ra thì các sản phẩm két sắt cường lực Hanchi còn có đa dạng về mẫu mã, kích thước, trọng lượng, phù hợp với không gian và nhu cầu của người tiêu dùng. Với các ưu điểm vượt trội như vậy, Thu Trang tin chắc rằng sản phẩm két sắt cường lực Hanchi sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhiều gia đình, phải không thưa quý vị? Với những sản phẩm két sắt cường lực Hanchi được thiết kế vô cùng linh hoạt, màu sắc sang trọng, đa dạng về mẫu mã, cùng sự an toàn và bảo mật tuyệt đối, thì quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 0901 173 890, hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website ketsattot.vn để sở hữu ngay cho mình những sản phẩm két sắt cao cấp cho gia đình và công ty của mình. Dạ vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.